Ra tới. Cái lóc. Cái gì? Bà nội thì cái gì? Bà da nó thăm mẹ nè. Đó. Bắt chín chưa? Chín chưa? Chín chưa? Bắt lóc nữa. Ô, ô, quá trời. Bắt chín cá luôn, giỏi chưa? Trời ơi, trời ơi. Nó bắt cá là em ru à? Ừ, mà sao mà mình bắt cá còn dãy dãy, rồi bắt cá là chín không được? Dính rồi. Bắt vô. Còn con này nó không chịu ra nữa đây nè. Đây nè. Mẹ bắt không? Ê, nó không chịu ra nè chú ơi. Hết đồ rồi. Nãy quên đi tắm rồi. Đó, nhặt đi. Nhặt cái con đó đi. Gì vậy? Sao tối chút vậy? Vậy. Gần đây. Thôi thôi nó bắt cá rồi, nó mừng, nó tự thấy rồi kìa. Ờ, kìa mẹ cái đó. Chưa biết nữa, để thôi này. Nó bắt cá mở thèm cá đó, nó chảy nước miếng luôn nha bà nội. Ờ, hai chồng anh, nếu hai chồng đồng về, nếu mà làm ấy là tôi lên đây tôi bắt. Ở đây bán số gì dựng cho đi. Người ta bắt bắt cá còn chợt chuột của nó con nó dễ con nhận hai cái cần. Bắt bắt luôn kìa. Sao con chào chào ở nhà đây? Kìa bà nội kêu chào cả nhà kìa, tôi kìa nó chặn cá kìa, bộ đồ. Vô mỏ rồi. Đó. Rồi. Đó, thấy chưa? Nó cá là chết rồi vậy. Ừ, nãy giờ cũng nhập. Thôi được chưa? Ok, nó dùng dập mang ra nữa. Chết cá rồi. Cá mới bay vô mỏ rồi kìa. Mỏ, nó ra đây. Rồi. Đồ của con mai gì vậy? Đồ con cá gì hả? Trời ơi. Con có ăn con cá đó không? Cá gì vậy vậy? Có ăn cá đó không? Trời ơi, nó quýnh con chó luôn. Có, đây đây nè. Kêu chó ra đây nè. Lại kêu chó lại làm gì? Kêu chó lại làm gì? Mình bắt con cá chặt vô nó bắt con cá đó là coi kìa. Còn gì nữa con cá mà chết không chết. Rồi thôi. Được chưa? Thu đây chảy cho mẹ mẹ bằng ăn.